còn mấy ngày nữa gặp mặt đây. Sao Bây giờ là thì cái cầu trời đó cho trời đừng có xấu thôi, cầu trời thì đừng có xấu thôi chứ còn. dạ. Rồi bữa nay mình học cái gì ta, nay học gì ta, nay học à cũng căng rồi. Kênh này cũng kênh đặc biệt. Kênh này kênh đặc biệt. Kênh đặc biệt. Rồi. Ở đây á, ngày có chữ cái hỏi này sẽ là Phật á, năm cái căn vật chất á, là mắt tai mũi lưỡi và thân. Thân tức là xúc giác ấy, năm này nó có khác nhau hay không, này nó khác nhau hay không, và cái cấu trúc, cái vận hành của nó, cái cảnh giới của nó, đối tượng nhận biết của chuyện của nó như thế nào. Thì ngày sẽ là Phật ngày dạy rằng, ngày trả lời đó, những năm căn này nó có cái cảnh khác nhau, na na quý sĩ á, na na gu cho đấy, cái cảnh sở tri khác nhau, cái đối tượng nhận biết khác nhau. Cái thức này á, cái căn này nó không có thể gọi là nát anh nhắm anh nhá sẽ cô cháu cái giác quan này nó không có thể nhận biết cái đối tượng của giác quan kia được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hình ảnh màu sắc là chỉ có thể biết được bằng mắt. Âm thanh tiếng động thì chỉ có thể biết được bằng tai, ha, bằng tai. Các mùi thì chỉ có thể biết được bằng bằng mũi. Không thể nào lấy mắt mà biết mũi, không thể nào lấy lưỡi mà biết được âm thanh, cái đó không được. Không thể nào mình nghe nhạc bằng cái lưỡi mình được, nha. Cho nên nó là nát anh nhâm mà nhạc sớ. Vô cha ra quý sĩ giang bách chú nó còn tí, chúng thể nào mà biết cảnh lẫn nhau được hết. Nhớ cái đó. Nhưng mà nếu chỉ đơn giản vậy thì nó đâu có là một buổi giảng quý vị, nó đâu phải là một buổi giảng, nó không phải, mà nó sâu rồi, nó sâu chỗ này nè, nghe cho kỹ nha. Cái này tôi giảng hên xui thôi chứ còn tôi cũng sợ rung rung nghe không nổi. Không, tức là cái thế giới này, thế giới này, vũ trụ này, hoặc là vô trụ, vô lượng vũ trụ khác, trong đó gồm vô lượng chúng sinh này, vô lượng chúng sinh và không ngoài chúng sinh còn biết bao nhiêu thứ cây cỏ đất đai. Nếu mà nói cho nó rốt ráo thì chỉ còn có danh và sắc thôi, có nghĩa là thành phần là hồn và xác thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà do cái nhu cầu và do cái trình độ, nghe nghe kỹ nha, nhu cầu và trình độ hai cái này khác nhau, cái trình độ và cái nhu cầu, do cái nhu cầu và do cái trình độ tâm lý của chúng sinh, mà có những cái chúng sinh nó nhận biết thế giới này qua sáu giác quan này, qua sáu giác quan tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, ý thức, tức là giác quan thứ sáu. Nhưng mà cũng có những chúng sinh do cái tiền nghiệp, phải không, do hoặc là do cái nhu cầu, do trình độ tâm linh mà họ không có đủ sáu giác quan. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Ví dụ chúng sinh trong vô lượng vũ trụ nó chia thành ba cấp, ba hạng. Hạng một là sống hưởng dục, sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất. Thì ở cái tầm này nè, là một cái đời sống viên mãn phải có đủ sáu giác quan, và thế giới ngoại ngoại cảnh phải được nhận biết qua sáu cái cửa sổ, phải không, mới gọi là đủ. Không, đó là chúng sanh hưởng dục. Nhưng mà đối với chúng sanh mà ly dục, đó là các cái vị đắc thiền hoặc nhân loại mà đắc thiền, hoặc là những vị phạm thiên, thì họ không có nhu cầu, không có nhu cầu nhận biết thế giới qua những cái giác quan như là mũi lưỡi và xúc giác, họ không có nhu cầu.
bằng chứng, bằng chứng là các vị thấy mấy người hành thiền mình ở trước mặt quý vị, mấy hành giả là những người mà tu hành mà chuyên tâm miên mật, thì cái tai với cái mắt là chẳng qua nó là hai cái công cụ để làm việc, để sinh hoạt chủ yếu, đúng không? Chứ còn khi mà họ đã xếp bằng lại rồi đó thì họ chỉ còn là có ba căn thôi, tức là lỗ tai họ luôn luôn sẵn sàng nghe, và mắt họ luôn luôn sẵn sàng mở ra nhìn, và cái đầu của họ là cái ý, ý thức ấy, thì luôn luôn làm việc, đúng rồi. Chứ còn cái người mà tu hành đó, họ không có tìm cái điểm ngửi, không có tìm cái ngửi, không tìm cái để bỏ vô mồm, họ cũng không màng tới cái xúc giác. Nhớ nha, cái ba giác quan là khứu giác, vị giác và thính giác. Thì đối với cái người mà có đời sống tâm linh ấy, họ không có màng tới ba cái giác quan này. Tôi nhắc lại, người có đời sống tâm linh ấy, họ không có màng ba giác quan này, đó là khứu giác, vị giác và xúc giác. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai là do cái tiền nghiệp họ bị khuyết tật thì họ có thể mất một trong ba hoặc cả ba cái giác quan này, mất cái giác quan vị giác, xúc giác và khứu giác, không? Trường như vậy là có hai trường hợp, một là do nhu cầu, do trình độ tâm linh mà người ta không có vì người ta không cần, người ta không thèm. Nhưng mà nó có trường hợp người ta thiếu cái đó là vì cái tiền nghiệp khuyết tật, nha, nha. Và tôi nhắc lại, đối với cái người hưởng dục họ mới cần biết thế giới này, cần ghi nhận, cần nhận biết thế giới này qua sáu khía cạnh: hà màu, sắc, hình dáng, mùi vị, âm thanh, không? Nhưng mà riêng về cái người có những cái chúng sanh đặc biệt thì họ không cần, họ không cần biết tới nhiều quá như vậy, không? Ví dụ như mình tạm ví dụ thôi, là mấy ông mà giáo sư đại học mà ở mấy xứ Âu Mỹ nha, chứ còn mấy xứ nghèo tôi cũng khó nói lắm. Nhiều khi tiến sĩ mà vẫn dành thời giờ để mà nuôi gà đó, thì cái đó là tôi không có biết. Chứ mà theo tôi biết là những cái ông giáo sư mà hàng đầu của thế giới, những trường đại học lớn, thì mà ông, cái thế giới này đối với ông nó đơn giản lắm. Mà ông chỉ biết có thư viện, biết giảng đường đại học, rồi đi về đó là ai lo ăn lo mặc gì, chứ còn ông không biết. Ông chỉ tập trung vào đó thôi. Đó là may là thế giới nhân loại đó. Mà mình thấy có những người như vậy đó, họ chỉ có xài con mắt với lỗ tai họ thôi, với cái đầu. Còn ba cái vụ mà mũi, lưỡi, mà xúc giác họ không có màng. Đó nghĩa là mặc cái gì cũng được, ngủ ở đâu cũng được, ăn cái gì cũng được. Đó, đại khái như vậy. Đó là do cái trình độ tâm linh. Hoặc là một là trình độ, hay là do nhu cầu mà người ta không có xài nhiều. Còn có những chúng sinh ý, mà do nhu cầu hoặc là do cái trình độ mà họ phải có đủ sáu. Thí dụ như Đức Phật, chư Phật, chư Thánh Hiền ở cõi người, các ngài là trình độ là dư rồi đó. Trong kinh, theo trong kinh mô tả đó, là nếu mà Đức Phật mình á, ngày sau là Phật Một Thiền Liên ấy, A Nan Ca Diếp mà không có chứng thánh ấy, thì vị nào cũng đều có khả năng ly dục, mà cái tầng đó là tầng phi tưởng nhất. Bởi vì những vị mà tôi vừa kể, từ Đức Phật đến ngài A Nan Ca Diếp, tất cả đều chứng phi tưởng hết. Nhớ nha. Nhưng mà do cái bổn nguyện, cái bản hoài mà phải có mặt ở cõi người, và từ đó các ngài có đủ gọi là năm căn mắt tai mũi lưỡi. Chứ thật ra đó, cái chuyện mà các ngài có là chẳng qua là vì cái nhu cầu phải xâm xuống cõi người để làm việc, vì cái bản nguyện, cái bổn nguyện cái bản hoài phải độ sinh. Thì trong kinh đó, cái luật vũ trụ muôn đời là chư Phật, chư Thinh Văn Hiền Thánh, các vị đề độc giác, bích chi duyên giác là phải có mặt ở cõi người thành đạo. Vậy thì hãy có mặt cõi người là các ngài phải có đủ rồi, không? Chứ thực ra cái đó là do cái nhu cầu chứ không phải là do cái sở thích. Còn mình nè, mấy người trong tâm mình có đủ sáu căn là do mình thích. Do mình đam mê trong lục trần, mình mới có đủ sáu thức, sáu căn. Có một điều là anh đam mê, nghe cho kỹ chỗ này, anh đam mê trong lục trần nhưng mà anh không có công đức, thì anh sinh ra anh cũng có sáu căn, mà sáu căn của anh nó biết cái lục trần bất toại. Anh phải thấy những thứ mà anh không muốn thấy. Anh phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải những thứ mà anh muốn. Trong khi cái người cũng đam mê lục trần nhưng mà có tu tạo công đức, có bố thí, giữ giới, phục vụ, không? Thì cái người đó đó, khi mình sinh ra có đủ sáu căn. Mà tôi phải nói thêm là phải đam mê nha, phải đam mê vật chất mà lại có công đức, thì sinh ra họ có đủ sáu căn, mà sáu căn họ biết được toàn là sáu trần như ý không? Cái đó có, trong room này hiểu, tôi nghĩ có nhiều người hiểu cái này. Có những người là những người từ lúc đẻ ra là con mắt của họ chỉ nhìn những thứ họ muốn nhìn, lỗ tai họ chỉ nghe những cái họ muốn nghe. Ở trên thế giới bất cứ nước nào, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Mỹ, Thụy Sĩ, bất cứ nước nào giới mà thượng lưu ý, là họ có cái khu vực riêng hoặc là họ có cái lâu đài riêng. Ở trong đó là họ chỉ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng những thứ mà họ muốn.
chứ họ không có tạm giam như mình. Như tôi biết có một chuyện ở tại trung tâm New York, nó có những cái tòa cao ốc mà nó trên trên thượng nó có trực thăng, nó có bãi đáp trực thăng, có chữ H, chữ helicopter. Thì giới thượng lưu nó ở villa ở bên ngoài New York, ở đâu cũng cần biết, nó muốn đi shopping là nó đi trực thăng tới, nó đi tới ngay giữa mấy cái trên đỉnh, nó đáp trực thăng trên mấy cái sân thượng mấy tòa cao ốc, từ từ đó nó có thang máy của họ đưa họ xuống, đưa xuống đất. Cho nên là giới thượng lưu họ không biết kẹt xe là gì, chứ còn dân thông thường mà về trung tâm New York, chẳng hạn như đường mà đường Fifth Avenue, đường số số 5 ở New York, cái trung tâm shopping, cái đó là nó kẹt xe là coi như là cái chắc luôn. Cái chỗ đó mà không kẹt xe là chuyện lạ, phải không? Nhưng mà dân thượng lưu nó không cũng cần biết đó. Nó kẹt cho mày chết cả làng cũng sao đó. Riêng họ là có đi trực thăng xuống, họ đáp lên sân thượng và từ đó họ đi thang máy xuống, họ đi thang máy ngay chốc cái khu shopping là họ muốn ba cái đồ hiệu á, ba cái LC, LV, Gucci, Prada, Bulgari gì đó là họ đi thẳng xuống đó, hoặc là họ ngồi ở nhà là họ gửi catalog tới nhà là họ cứ mở đó là họ coi rồi người ta chuyển thẳng cho họ không có phải biết đấy là sáu trần bất toại. Còn mình thì sao, mình là phải sáu trần chủ yếu là bất toại, còn cái sáu trần như ý là hiếm. Còn chư Phật thì sao, vì cái bổn nguyện cái bản hoài độ sinh, cái ngày dấn thân vào lửa đạn này để mà độ sinh, mỗi ngày chư Phật phải đi khất thực này, khất thực ở những cái chỗ mà coi như là xóm giàu xóm nghèo gì đi hết, rồi có người quỳ lạy giữa đường, có người đứng chống nạnh mà chửi, có đứng chống nạnh chửi, có những người gọi là quỳ lạy giữa đường, có những người gọi là cúng dường cái món trên trời sân trân hải vị, mà có những người chỉ là một cái gói bắp rang, một cái miếng bánh bột, một bánh bánh bột gạo nướng sơ sài, tất cả chư Phật đều nhận hết và dùng hết. Chứ còn những cái vị mà cao tăng của mình bây giờ, ví dụ như các ôn, các hòa thượng giáo phẩm cao cấp của Việt Nam, ví dụ như các ôn, các hòa thượng mà cứ như là chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự tỉnh rồi đó, mấy cái vị đó làm gì một cái chuyện mà đi vào dân gian để mà ăn mấy cái bánh 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 bột gạo mà nửa sống nửa chín. Nhà Đức Phật thì chỉ là bình thường, very bình thường nha em nhớ. Thì trong trường hợp đó tuy sáu trần của ngài đôi khi cũng phải biết cảnh bất toại, nhưng mà đó là do cái bản hoài, cái bổn nguyện, nhớ nha. Rồi tôi quay trở lại nói đến sáu căn là mình phải nói đến những điểm sau đây, là chúng ta có ly dục thì chúng ta sẽ không cần tới cái sự có mặt của năm căn vật chất, mà nếu có như Phạm Thiên họ có mắt tai thì có chỉ để làm việc, chứ không phải để có để hưởng thụ nha, có để làm việc nó khác mà có để hưởng thụ nó khác. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, vậy thứ nhất là anh phải có tham ái trong vật chất thì anh mới có đủ. Chuyện thứ hai, anh có đam mê trong vật chất nhưng mà anh có tu tập thì sáu trần anh sau này là sáu trần như ý. Còn anh đam mê trong vật chất mà anh không có tu hành gì hết thì sáu trần anh là bất toại, ở trong chỗ hôi hám tanh tưởi ẩm ướt không chuột dán rồi tùm lum hết đó. Anh cũng có sáu 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 căn, cũng sáu căn, nhưng mà sáu căn anh nó bề bày hay nó mê mỏi, nó bề bộn thì nó bụi bặm như vậy đó. Nhớ. Và ngày ngày sẽ phát cho mình biết thêm là năm căn vật chất này nó dựa vào cái gì để nó tồn tại này, nó dựa vào trong đây nói là dựa vào tuổi thọ và dựa vào hơi hơi nóng, đó là chánh kinh không. Nhưng mà trong mình nói mơ mơ rồi mình biết thời tuổi thọ là cái gì à, thì ở trong đây đây trong đây chú giải nói tuổi thọ đây tức là sắc mạng quyền, sắc mạng quyền tiếng Mỹ nó kêu là vitality, tức là sức sống à, còn tiếng Phạn ấy gọi là chi biết tinh rí giác, là sao, là sao có nghĩa là do nghiệp thiện ác mà ta có cái tấm thân này. Nhưng mà cái do cái nghiệp mà ta sống được 70 tuổi, 80 tuổi hay là 30 tuổi, 20 tuổi, hoặc là chỉ sống được 10 tuổi là lăn ra chết không? Thì miễn là trong cái thời gian mình còn sống ấy, thì luôn luôn ấy, ở trong cái cơ chế sinh học của mình ấy, theo Đức Adi-đàm ấy, nó có một cái thứ sắc pháp gọi là sắc mệnh quyền. Nó có cái chức năng là nó duy trì, nó cân bằng mọi thứ, các cái tế bào đơn bào bào tử ở trong cái cơ thể của mình, nó nuôi nó là sức sống, nó nằm xen, nó nằm chung ở trong
giống như nó dặn như tế bào gốc vậy đó, nó nằm chung ở trong bên cả các tế bào khác để mà nó duy trì cái mạng sống của mình. Chỉ đến lúc nào đó thì ung thư đi nó phá nát hết thì lúc đó ngay cả bản thân cái sắc mạng quyền này nó cũng không còn điểm tựa nữa, không thì thôi lúc đó tất cả nó buông. Nhưng mà hãy nếu cái nghiệp của mình mà mình chưa đến lúc mình chết, không thì coi như là chính cái sắc mạng quyền này nè nó duy trì thọ mệnh cho mình. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, có những hiểu lầm cực lớn ở trong người Việt nói chung và người Phật tử Việt Nam nói riêng, đó là mình theo cái văn hóa, cái nhận thức, cái tư duy của người Tàu ấy. Người Tàu có một câu thế này: ngộ đại nạn bất tử tất hữu đại phúc, tức là gặp họa lớn mà không chết là người phước lớn. Và ở Việt Nam mình cũng tiếp nối cái dòng nhận thức đó, mình nói rằng phúc lớn nha ông, nó mạng lớn, phúc lớn, bị nạn không chết. Tật lắc, sai bét, nghe là nó có lý nhưng mà nó sai bét, là bởi vì khi cái nghiệp nó chưa đến, con kiến cũng không có chết. Nghe kỹ nha, cái nghiệp mà nó chưa đến lúc mà mình phải chết, con kiến cũng không có chết được. Mà nghiệp nó tới rồi đó, thì trong kinh nói cái nhân vật mà cao nhất mà có thể chết do tiền nghiệp đó là ai? Là Phật Độc Giác. Chỉ có chánh đẳng giác là không có gọi là chết bất ngờ, bị đột tử, bất đắc kỳ tử. Chỉ có chánh đẳng giác, Phật Tổ Như Lai cũng có bị. Chứ còn ngoài ra thì cái ngoài chánh đẳng giác, Phật Tổ Như Lai ra thì có nhân vật số 2 đó là Độc Giác. Vị này hoàn toàn có thể gọi là đột tử do một cái tai nạn bất ngờ nào đó. Thí dụ như trong kinh có kể một cái vị Độc Giác đang ngồi tọa thiền như vậy thì bị người ta bắn tên trúng, là viên tịch tại chỗ. Nhưng mà do cái sức thiền định của các ngài đấy, thì các ngài không có cái chuyện mà lăn đùng ra chắc như người bình thường, mà các ngài nhận biết, các ngài đủ cái định lực để nhận biết rằng mình đang thọ nạn và thu xếp chuyện cần làm nếu có. Không, ví dụ như phải cần phải giải quyết chuyện gì đó, thu xếp chuyện cần làm, các ngài đủ cái định lực để làm chuyện đó. Còn nếu mà các ngài biết rằng không có chuyện gì hết, không có, bây giờ mình có thể đi được rồi, thì các ngài sẽ viên tịch ngay tại chỗ thọ nạn nha. Đó nghĩa là một nhân vật là tu gấp đôi ngày sau Phật, hai tăng kỳ 100 ngày này kiếp, mà đến lúc mà trả quả rồi đó thì cũng phải chịu đột tử, phải chịu bất đắc kỳ tử, tai nạn bất ngờ, không? Đó là nghiệp. Còn con kiến, con dồi khi mà nó chưa đến lúc nó chết thì bây giờ trời mà coi sập xuống nó không chết nha. Cái vấn đề là nghiệp thôi, cái chuyện mình không chết không phải là phước báo gì hết, mà nó là chưa đến lúc. Bây giờ trong kinh nó cái chết mình nó đến nhiều cái lắm. Một là do cái nghiệp quá khứ, hoặc là do cái phước quá khứ mà mình phải ra đi, chứ không phải chết là xui, cái đó chưa chắc, không? Ví dụ như bà Maya, trong kinh nói tất cả các Phật mẫu sau khi hạ sinh Bồ Tát kiếp chót để thành Phật ấy, thì sau khi hạ sinh xong thì các bà đều phải ra đi trong vòng tuần lễ, không có bà nữa lại hết. Là vì sao? Vì 800 lý do. Thứ nhất, từ lâu lắm rồi, để làm mẹ một quý vị mà Phật tương lai đó, là những người đàn bà này phải ly dục. Họ mang thân nữ là vì cái bản hoài, cái bổ nguyện, họ kiếp xưa sửa xưa họ mong có một lúc sẽ sanh được đứa con vĩ đại hàng đầu của vũ trụ, do cái nguyện đó họ làm các công đức. Chứ thật ra càng về sau, càng lúc mà gần thành cái bản nguyện đó, gần bản nguyện đó, thì họ tất cả phụ mẫu đều phải là người ly dục. Coi cái chuyện nam nữ là tào lao cực kỳ này, không có thiết tha trong chuyện làm mẹ, làm vợ, làm tình nhân, làm phụ nữ, làm phái đẹp, là phái yếu, no. Tại vì các vị Phật mẫu không có thiết tha. Nhưng mà vì bản nguyện thì các ngài cũng phải đóng cho nó tròn cái vai. Sau khi sanh con xong, sanh thái tử xong, thì coi như đã hoàn nguyện, đã kết thúc cái bản nguyện rồi. Thì trong vòng 7 ngày bà phải mất. Vì bà đủ phước để bà đi, bà là một đại gia, bà có tiền, bà có chuyện kẹt thì bà phải xuống cái vùng sình lầy bà làm việc một chút, đúng. Chứ còn làm việc xong là bà lên trực thăng, bà đi
đi về Sài Gòn là từ đó bà đi sinh luôn, đi Singapore luôn, chứ bà học mặt mới thì bà lội ruộng nữa, nghe không? Nhưng mà sáng nay thì có việc thì bà phải có sang quần nữa, bà lội một chút, đúng, bà xuống ruộng mà làm cái việc gì đó. Xong rồi là bà lên bờ là trong vòng tích tắc rửa tay rửa chân xong là vệ sĩ kè lên trực thăng là lên Sài Gòn, vô năm sau đánh một giấc xong là về sinh luôn, qua thụy sĩ luôn, vụ mà đánh đá như vậy thì cái chết của Phật mẫu không phải là do nghiệp nghiệp ác, mà là do phước báo nhiều quá, phước báo nhiều quá, hoặc là có những người phước nhiều quá họ không có tiếp tục sống trong cái môi trường thấp kém thì họ phải đột tử để họ đi về chỗ tốt hơn, chỉ đó chuyện bình thường. Rồi có trường hợp đó là cái người nó do cái nghiệp mà hiện nghiệp bất thiện, họ lẽ ra họ chưa chết đâu nhưng mà do cái tạo nghiệp bất thiện lớn quá họ phải bị đột tử để mà bị đọa nha. Như vậy thì mình thấy rõ ràng ở đây không hề có cái chuyện là sống lâu hay là nhờ phước hay là chết yểu là do xui do tội ác, mà là tùy trường hợp. Chứ còn mình phán câu là ngộ đại nạn bất tử tất hữu đại phúc là không có đúng, gặp nạn lớn không chết là sai là chưa chắc, bởi vì nó nhiều khi cái chuyện ở lại nó còn tệ hơn mình đi nữa. Có trường hợp, có trường hợp. Đấy, cẩn thận cái đó. Bây giờ tôi quay trở lại cái chỗ mà ngàn sao phát thì nói là năm căn ấy, nó có điểm tựa là hơi nóng và tuổi thọ, thì cái tuổi thọ đây tức là sắc mạng quyền đó, còn cái hơi nóng ở đây chính là cái sắc hỏa giới hỏa đại mà do cái tiền nghiệp nó tạo. Bởi vì trong chú giải ghi rất rõ có một điểm khác biệt giữa cái sắc chết và một cái người nhập thiền diệt. Ở cái thiền diệt là một loại định không không có tâm thức, cái điểm khác biệt giữa xác chết và người sống đi, nó đâm ra điểm khác biệt giữa xác chết và cái xác sống là một bên có hơi ấm và một bên không có hơi ấm, thì cái hơi ấm đó mình gọi là thân nhiệt, ở ngoài đời đó gọi là thân nhiệt. Còn trong đạo thì cái đó gọi là sắc hỏa đại do nghiệp sanh, bởi vì hỏa đại là lửa đó, là hơi ấm, là nhiệt độ nói chung. Thì hỏa đại nó có nhiều nguyên nhân, nó có do thần thông, nó có do điều kiện thiên nhiên, nó có từ trong cái cơ thể con người, có trong cơ thể con người đều là hơi ấm hết, hơi ấm hơi nóng, thì tất cả nhiệt độ nói chung đều gọi là hỏa đại. Nhưng mà có những cái hỏa đại do điều kiện thiên nhiên mà có trường hợp hỏa đại do nghiệp, do cái tiền nghiệp của đương sự mà có. Thì trong trường hợp này cái hơi nóng ở đây chính là cái thân nhiệt trong con người đấy. Và cái tuổi thọ ở đây phải hiểu là sắc mệnh quyền là một thứ sắc pháp đặc biệt, nó có cái chức năng là nó duy trì kéo dài cái sự sống còn của các cái tế bào ở trong cái cơ thể của chúng sinh, nhớ nha. Cái đó rất là quan trọng. Và cái điều mà tôi đặc biệt muốn nhắn nhủ ở đây đó là chúng ta không học giáo lý, rồi cộng thêm một chuyện nữa đó là chúng ta có nhu cầu hưởng hưởng thụ quá lớn. Chúng ta thấy rằng thế giới này phải được nhận biết qua càng nhiều cái cách thức thì càng tốt, qua mùi vị hình dáng màu sắc ánh sáng âm thanh bla 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 thì cuộc đời mới muôn màu muôn vẻ mới đã, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình ly dục, mà ở đâu ra cái ly dục, ở đâu ra, là chuyện đầu tiên anh phải là người thiểu dục trước, nhiều kiếp thiểu dục là sao? Ít cứ muốn hưởng thụ, ít muốn sở hữu, và còn thêm một cách nữa đó là không có thích hiện hữu, chán hiện hữu, chán sở hữu, chán hưởng thụ, nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên bây giờ sinh ra nói anh cái chuyện mà đi du ngoạn, du lịch, nhìn cảnh đẹp, ăn ngon, rồi nước hoa đắt tiền, rồi mùng màn trăng đệm, quần là áo lụa, giường cao chiếu rộng, xe cộ ngon lành, đối với anh cái chuyện đó nó nản. Anh chỉ muốn thoát ly thôi. Một người có đại căn đại 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 trí tu hành có cái khuynh hướng giải thoát ấy. Cái chuyện mà phải ở trong một căn nhà bạc triệu, có kẻ hầu người hạ, rồi vào ra chạm mặt với chồng với vợ với con cái với thân thích, đối với họ đó là cái cực hình. Tôi biết tôi nói cái điều này rung rung, có lẽ không có một người nào đồng ý cái chuyện này, nhưng mà tôi biết có cái chuyện đó, có thật, có những người như vậy này. Cái chuyện có mặt trong mỗi căn nhà mà hoành tráng như vậy, thu nhập một tháng là mấy chục ngàn đô la một tháng này. Cơ thể thì khỏe mạnh, đi đánh golf đánh golf thoải mái, không bà xã ông xã là ngon lành, con cái đứa nào nó rực rỡ chói chang, không ba má cũng toàn là giáo sư đại học đại gia không, ví dụ như vậy, là cái nhà dân đổi gì nữa, nhưng không, những cái bậc mà ly dục đó, họ chỉ muốn có một cái nơi để họ ngồi yên hít thở trong tỉnh thức,
thèm có chỗ đó thôi. Ngồi yên nè, hít thở trong tỉnh thức. Và như tôi nói nhiều lần, ở những cái bậc đó, đó, cái chuyện mà hít thở trong tỉnh thức đó với họ đâu phải là thứ công phu để nỗ lực, mà nó là một cái thứ hưởng, một cái kiểu hưởng thụ. Hành thiền mà đối với họ là một kiểu hưởng thụ. Được ở một mình, lắng yên vậy đó, nghe sóng vỗ, gió thổi, lá rơi, ngồi yên với mình, ta với ta, nghe hơi thở. Đối với rất là nhiều người, cái đó là một cái đặc ân, đặc quyền, đặc lợi, là một quyền lợi, là một sự hưởng thụ. Nhưng mà có những người là ngược lại, họ thấy đó là tẻ nhạt, là quạnh quẻ, là điều nghiêu, là lạc lõng, khổ vậy đó, khổ vậy đó. Cho nên cái đoạn này rất sâu. Nếu mình không có cái chiều sâu á, trong giáo lý đó, mình thấy cái chỗ này hai vị hỏi nhau mấy câu Đức Quốc à. Tiên hỏi năm căn nó cảm giới nó khác nhau có phải không, rồi nó dựa vô cái gì, cái ngày kia trả lời cái ha, đã hết đoạn kịch nụ, không có đơn giản như vậy đâu, sâu lắm. Cái mẫu đối thoại này gợi ra cho chúng ta rất là nhiều vấn đề này. Có nghĩa rằng có phải tất cả mọi người trong đời này đều có cái nhu cầu là tận dụng và tận dụng năm căn và tận hưởng năm trần không? Không, không. Tùy cái trình độ chúng sinh. Có những người cả đời họ chỉ biết có âm nhạc thôi, ngoài ra ra là zero. Có những người cả đời họ chỉ biết có hội họa, ngoài ra là zero. Có những người cả đời chỉ có tình cảm gia đình, ngoài ra là zero. Đúng không? Đó. Và trên hết, đối với những bậc ly dục, thì chỉ có cái thời gian ngồi sống với hơi thở, sống với đề mục là đáng kể, ngoài ra là zero. Nhưng mà cuối cùng là lên tới quả vị thánh nhân thì sao? Không có cái nào là số một. Các vị đó chỉ ngồi chờ sung rụng theo cái nghĩa tích cực. Chờ sung rụng nghĩa là chờ duyên tới thì trái sung nó rụng xuống. Cái ngày không có thiết tha cái đời sống mà cũng không có đi tìm cái chết, mà các ngài chỉ chờ duyên đó thì coi như tay bắt cánh chuồng, hước một phát đi luôn. Đấy, không thiết tha, không thiết tha hưởng thụ, không thiết tha sở hữu, và cũng không thiết tha hưởng thụ, sở hữu và hiện hiện hữu, ba cái vì không thiết tha. Còn mình thì sao? Mình thì một là có đủ cả ba, muốn hiện hữu, muốn sở hữu và muốn hưởng thụ. Còn có người chỉ có cả hai. À, có nghĩa là không muốn hưởng thụ nhưng mà muốn sở hữu, muốn hiện hữu. Cái này có loại loại người này tôi thấy có tiền dám xài ăn là cái lén lắm lét đi trộm, móc cọc ra le lưỡi đếm trong nhét túi gài kim tay này, xong rồi mặc mấy lần áo che lại dòm giáo giác giác biết không ai nhìn thấy, rồi ngã ra nằm lên cái chiếu rắp để ngủ sướng, bởi vì biết tiền tháng này không có mẻ, chỉ có vô à, mà sợ chết thì tổ bồ đề. Thì cái hạng này được gọi là thích sở hữu, thích thiện hưởng nhưng mà không thích hưởng thụ. Đấy. Rồi còn có hẹn là nó có tiền là bắt đầu nó muốn hưởng, nó ăn thịt rồng à, ăn thịt rồng rồi đi xe hiệu, mặc hàng hiệu, giường chổng, rèm cửa giống giải gì cũng là hàng hiệu hết. Cái hạng là hạng thích hưởng thụ. Nhưng mà riêng đối với cái bậc ly dục thì người ta chỉ bậc ly dục mà đắc thiền mà không biết Phật pháp thì họ chán, họ không muốn hưởng thụ, không muốn sở hữu mà vật chất, nhưng mà họ bị kẹt cái là sở hữu kết quả tinh thần này, sở hữu các cái tầng thiền, họ còn muốn tiếp tục hiện hữu trong cuộc đời này để tận hưởng cái thiền lạc. Đấy. Chỉ có cái tầng thứ ba đó là tầng thanh nhân, dục là chán đã đành, thấy nó thấp kém đúng, mà đến cả cái chuyện mà thần thông thiền định ngồi nhập 2-3 ngày đừng rợn rợn lạnh như sóng mát từ mông mát lên, các chị cũng coi cái đó rùi bu. Các chị vậy chỉ ngồi chờ cho cái bữa nào duyên nó mãn, hước phát đi luôn, không còn đầu thai nữa, chứ còn trồi lên lặn xuống mệt quá. Trồi lên lặn xuống trong cái chảo mệt. Này. Còn mình thì sao? Cho đến bao giờ mình chưa thấy cái chỗ mình lặn hợp là cái chảo, mình không có sợ. Cho đến bao giờ mình không thấy cái chỗ mình trồi lặn nó là cái cầu cá dồ, mình không có chán, mình còn muốn lặn. Nhưng với một người không biết cái chỗ mà trồi lên lạnh xuống thì chỉ là cái ao cá dồ, cái cầu cá dồ, cái cầu cá đó, thì họ không muốn hứng thú được cái chuyện mà lặn hụp bên trong đó, thì họ không muốn. Mà lý do là sao? Vì họ biết rõ nó là cái cầu cá, mà tại sao nó có cái chữ cầu ở đây, tại sao nó có cái chữ cá ở đây là họ hiểu rõ. Khi họ hiểu rõ họ muốn lặn nữa. Còn mình á, mình nghe nói cầu cá là mình không hiểu cầu là gì, mà cá là gì, mình chỉ thấy nhìn thấy nước trong vắt. À, thế nó hơi rộng rộng sâu sâu mà trời đang nực là nhào xuống thôi,
Đây, nhớ nha. Cho nên cái sâu của bài kinh này là ngày các ngài chỉ nghỉ thôi. Đây là cuộc đối thoại của các bậc đại hiền trí. Các ngài chỉ nghỉ với nhau thôi. Đúng không? Cái gì đó. Thứ nhất là năm giác quan nó không biết nhau, đứa này không thể biết cái đối tượng của đứa kia. Thứ hai, tụi nó rất là mong manh, có cho vui vậy thôi. Ê, có cho vui vậy thôi. Chứ còn mà không thích thích hưởng thụ mà không có công đức thì chỉ toàn các tầng bất toại. Và sau cùng ở đây có một câu này mới ghê, câu này sâu nè. Câu này sâu. Thứ nhất, ngày ngày Xá Lợi Phất thì nó năm giác quan có năm cái đối tượng khác nhau, không có cái này không biết được cái kia. Thứ hai, ngày nói cái điểm tựa của nó là gì, nó sống còn nó dựa vào cái gì, nó dựa vào hơi ấm và tuổi thọ. Nãy thì giải thích rồi, nhưng câu này có nó có một cái chữ rất là hay, cái chữ hay lắm, cái chữ hay lắm, cái chữ gọi là mát nu pati saranang. Đấy, cái đoạn trước, cái đoạn Bali trước cái này nè, mano pati saranang có nghĩa là lấy thức làm điểm tựa. Cả năm căn này lấy thức làm điểm tựa, thì cái thức đó đó, cái chuyện mano đó là ý đó. À, cái bản tạo chỉ phân biệt vijnana là thức, mano là ý, citta là tâm. À, thì thôi đem ý này mình giao nghiệp, ý là sở y đó, mano patisarana. Thì cái mano ở đây là cái gì? Đấy, thấy chưa, không không có đọc chú giải, không đọc bản Pali, chẳng mong mà giải thích bằng từ điển Hán Việt thì chữ nước là chết. Mano đây là cái gì? Mano đây chính là các tâm thiện ác nói chung. Ồ, ghê chưa? Có nghĩa là năm căn á, mắt tai mũi lưỡi, nghe mắt tai mũi lưỡi thân ý, năm anh này mỗi anh biết một cái đối tượng khác nhau. Anh này không thể biết cái đối tượng của anh kia, thế nhưng mình không thể lấy lưỡi mà mình biết màu sắc, mà không thể lấy anh lấy lỗ tai mà mình biết cái hình dáng. Không thể nào được. Mình không thể nào mình ngửi mùi bằng cái xúc giác, mình không thể nào mà mình nghe âm thanh nó bằng vị giác, cái đó không được, đúng không? Mỗi cái có riêng, đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cả năm cái này nè nó đều lấy cái điểm tựa là gì, là manu. Manu đây là các tâm thiện ác, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng sinh trong đời này đối với cái bậc mà thánh nhân, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, khi đi qua đường thì các ngài biết bây giờ mình cần phải đứng lại chờ xe qua, khi nào thấy đèn xanh cho phép cái ngài bước qua, đang đi đi trong chánh niệm, đi đến một cái chỗ người ta mời ăn thì ngồi xuống trong chánh niệm, người ta dọn lên mình ngồi mình ăn, mình múc từng miếng đưa vào miệng nhai nuốt ở trong chánh niệm, rồi xong đứng dậy hoặc là thuyết pháp tụng kinh một thời cho vui vẻ cả làng, xong đứng dậy ra đi từng bước trong chánh niệm hết, không có phiền não xen vô. Còn riêng người phàm phu quý, mắt thấy tai nghe là luôn luôn nó phải đính kèm với tâm thiện hoặc tâm ác, tâm xấu. Tâm thiện là gì? Thí dụ như nó nhìn cái hoa, nó nghĩ đến chuyện chiều nay mua hoa cúng Phật, hoặc là nó nhớ lại chuyện cũ của kỳ rồi Phật đản dân nghi ở chùa mình cúng một lượng hoa rất là lớn, vui quá đó. Không, còn không nữa là bây giờ nó nhìn hoa, nó nhìn vào toàn và tâm tham, hoặc là nhìn bằng tâm sân. À, nó nhìn cái bó hoa của người ta bán bên đường, nó nghĩ đến một cuộc tình vỡ, một lần lỡ hẹn của ai đó, nó nổi sùng được, nó tiếc, hết yêu thì đòi đòi quà lại, vân vân. Nói chung là phàm phu thấy nghe ngửi nếm đụng thì luôn luôn gắn liền và đến kèm với thiện ác, không rời được ngay phàm phu. Mà hễ ngày nào mà nó còn sống với thiện ác thì nó còn có chỗ để nó đi đầu thai, thiện đưa nó lên nhân thiên mà ác đưa nó về bốn cõi đọa. Đó là trên nguyên tắc mà nói, chứ trong thực tế khi mà năm căn mà biết năm trần ấy thì 99,9% đều là tâm bất thiện hết. Mộc, gặp cảnh như ý thì tham đắm đê mê đắm đuối, gặp cảnh bất tội sân si bất mãn bực dọc. Này nhớ nha. Cho nên ở đây ngày nói rõ năm căn là gì, mắt tai mũi lưỡi thân, do trình độ do nhu cầu mà chúng sanh có đủ hay không. Này rồi sao nữa, thế giới này không nhất thiết phải được nhận biết qua sáu cửa giác quan, không cần thiết.
Là chẳng qua anh đã trình độ thấp, anh còn hưởng dục, anh thấy phải thấy phải nghe phải ngửi cho nó đã, phải không? Nhưng mà đến cái bậc ly dục rồi họ không có màng. Như nãy tôi nói, mình đã biết đó là cái cầu cá rồi đó, thì mình không có ở không đâu, ngồi mình ngắm nghía coi mấy cái cục đó liều biều, cái cục này nó dài dài này, cục kia nó ngắn ngắn này, cái cục này có rau 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 muống đính kèm, cục kia làm như có cái hột mãng cầu hay có cái hột bắp gì trống ở mình không có khẩu về, mình không có không, mình nhìn kỹ như vậy, nó nói không, nó không, hoặc là mình sạch sẽ hơn chút, là mình thấy đó là một cái bãi cỏ, mình nó không có không, mình ngồi mình đếm rồi nó có bao nhiêu cái cọng cỏ, cỏ non, cỏ già, cỏ vàng, cỏ xanh nhạt, xanh đậm, rồi trong cái bãi này có bao nhiêu thứ cỏ, hay là chỉ một thứ, hai thứ, ba thứ, mình không có không làm như đó, mình chỉ lướt qua mình thấy là cái này cũng cỏ không vậy thôi. Đó, đại khái. Đối với cái bậc ly dục đó, họ không có nhu cầu để mà là nhận biết thế giới qua đủ các giác quan, vì họ họ chỉ xài có một cái là đủ mệt rồi, đúng không? Như hành giả miên mật tinh tấn, họ chỉ hết là đã ra, hết là đã ra trong chánh niệm là đã hết ngày hết giờ, đúng không? Chỉ còn như mình là thích nhịn này ngắm kia nghe ngửi nếm đụng tùm lum hết, mình mới có nhu cầu, đúng không? Nó sâu sâu chỗ đó, đó. Lên cái bậc mà thượng trí thì chẳng những họ chán luôn cả cái hoạt động của các căn vật chất, mà họ chán luôn cả mọi hình thức hiện hữu này, mà chán luôn, mà chán luôn. Còn mình hôm nay mình nghe pháp cho biết vậy thôi, chứ làm sao mình nuốt nổi cái bài giảng này, mình chịu không nổi, nó vô lý. Thế giới này mình phải nhận biết nó qua cả sáu giác quan, nó đã, nó mới sướng. Đức Phật nói là sao? Đức Phật trước khi thành đạo cũng làm thái tử tất đạt của hưởng thụ tụ tà le, rồi ngài Xá Lợi Phất cùng Đường Liên cũng công tử đại gia cũng hưởng thụ sung sung sướng sướng vui vui vẻ vẻ, là sao cấm tôi? Đúng, cái ngày sướng thiệt, nhưng mà làm ơn nhớ dùng phước người ta nhiều quá, người ta chưa đến lúc người ta trốn nhà người ta đi, thì tạm thời mình thấy người ta nó hơi bơ sữa nhung lụa, chứ thật ra trong bụng người ta lúc là nó ê chề lắm. Như trong kinh nói ngày ngày Ma Kasbát, ngài tự trên phẩm thiên xuống, ngài nhìn nữ giới tên nó ớn còn hơn là mình nhìn mấy con mannequin bị hư, tệ hơn mình nhìn mấy con búp bê bị hư, ngài cái giết mà hai cái giết. Còn ngài Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn ấy, tức là trước khi mà gặp Phật Thích Ca Mâu Ni để mà làm đệ tử chứng đạo thì ngài đó là 300 kiếp liên tục làm phẩm thi, cho nên ngài xuống với cõi người, cái ngài nhìn nó nói nhà cửa rồi tài sản nam nữ, nhìn người ta nói người nhìn mà ngày nản ngày ớn ngày chán ngày ngán ngày ấp ông o, chứ không phải như mình nghĩ đâu, mình không như mình nghĩ đâu, mình nghĩ chắc đã lắm, trước khi đắc đạo hưởng cái cho đã rồi đắc đạo là buông hết nù. Cho nên là có những cái tùy cái căn duyên, cái nhiều vị chỉ tu tạo cái ba la mật để mà trừ phiền não, nhưng mà cái quá trình mà tiền đắc đạo cận đắc đạo các vị không có trau dồi cái hạnh ly dục này, chỉ ra giờ có ba la mật đủ thì đủ để thấy bốn đế thôi, chứ còn mà cái bổn hạnh mà ly dục thì không có thiết tha lắm. Bởi vì mà các vị nghĩ rằng chứng thánh thôi, mình thấy bốn đế là cái gì cũng cắt hết rồi, cần gì phải tu riêng nữa. Rồi, có cái đó. Có những vị họ biết hết nhưng mà họ lại thích thiền định, khoái tu thiền, như là ngài Anuruddha Anuttara đó, gọi là ngày một kiền liên, là nhiều nhiều đời nhiều kiếp là lúc mà cận đắc đạo tiền đắc đạo các vị thích ngồi thiền đó. Các vị không có thích gọi là chiêm ngắm hưởng thụ thế giới này, từ cái góc độ của người tò mò thích thú đam mê đê mê vọng tưởng nô. Còn cái người mà hưởng dục nhiều ấy, thì cứ là tìm cái cơ hội để nhìn cho đã, nghe cho đã, ngửi cho đã, nếm cho đã, sờ chạm cho đã, thấy không? Mà nhớ cái này quan trọng này, cái này là cái câu nói bằng vàng, kẻ nào thích cái gì thì kẻ đó sẽ ghét cái ngược lại. À, bi kịch của nhân gian, máu lệ của nhân gian nó đi ra từ đây, nó khởi đi từ đây. Đấy. Khi mà mình thích cái gì á, thì mặc nhiên, đương nhiên, cố nhiên, hiển nhiên mình sẽ ghét cái ngược lại. Ví dụ như mình thích mịn êm thì mình sẽ ghét cái gì? Thô cứng, sảm nhát. Đấy. Mình thích lạnh, mình thích mát thì sẽ ghét cái nực. Mình thích ấm mình ghét cái lạnh. Thích trắng thì mình ghét cái đen nhẻm, à, trắng trẻo thì ghét cái đen nhẻm, luôn luôn và luôn luôn. À, cho nên khi ta thích cái gì đó thì sẽ ghét cái ngược lại. Và khổ thay, có mấy ai trên đời này có được cái mình thích và né được cái mình ghét?
trong room này trên 18 tuổi, đầu óc bình thường không ma trận, không? Thì các vị hiểu tôi nói cái gì. Có bao nhiêu người trong đời này mà có được cái mình thích và né được cái mình ghét? Thế là hễ ngày nào còn thích còn ghét là cứ y như rằng xác định là mình khổ, xác định là mình khổ. Hễ còn có thích là còn có bất toàn, muốn mà không được. Mà hễ còn có ghét là còn khổ, vì có mấy ai né được cái mình ghét. Đấy. Và tại sao có chuyện đó? Là bởi vì một cái lẽ rất là đơn giản. Trong cái tâm cảm phàm phu, do cái lực tác động của tập khí sinh tử, thiền não bất thiện luôn mạnh hơn thiện tâm. Kể cả một người biết đạo, một người biết Phật pháp, uyên thâm Phật pháp, thì trong một ngày ấy, trong một giờ ấy, thì cái gọi là thiền não ấy nó nhiều hơn thiện tâm. Thiện tâm là gồm có từ bi, trí tuệ, tham nhẫn, bao dung, thiền định, chánh niệm, phải không? Còn mà bất thiện là gồm có cái gì? Tham sân si, ái mạn, kiến nghi, nhỏ mọn, bụng xỉn, toan tính, ghen tị, không? Vân vân. Thì trong một ngày như vậy, cái tâm tào lao, tâm bị bạ nó nhiều hơn tâm lành. Cho nên đừng có trách rồi vì đâu mà cứ đầu thai ra đời là toàn là cảnh bất tội, không? Là như vậy đó, nó rất là khoa học, nó rất là cụ thể. Đấy. Hồi trồng thì đứa nào cũng khoái trồng nhân xấu, mà hồi lúc hưởng đứa nào cũng khoái hưởng quả lành là sao? Trong khi Bồ Tát là người ta khoái gieo cái nhân lành, nhưng mà gặp cái nhân lành người ta lại không thiết tha. Đẻ ra là ông Bồ Tát nào mà gặp vợ đẹp con ngoan mà không liệm bỏ mà không chạy mất dép lên núi tu tiếp. Trong kinh nói Bồ Tát trên bản giác muốn thành Phật tổ Như Lai là đều như vậy hết. Công đức nào mấy vị cũng làm hết, nhưng mà tới lúc mà có quả lành nó đổ, tức là mấy vị chạy, có nhiều vị chạy xách dép không kịp, chạy mất dép. Còn mình thì sao? Lúc mà tạo nhân thì tự lựa toàn là nhân xấu không? Bụng xỉn, ganh tị, sát, sanh, trộm, cướp. Mà tới lúc hưởng thì khoái hưởng quả lành, đẹp, giàu, học giỏi, chồng thương, vợ ngoan, con khôn, làm sao? Hả? Sống luôn manh mà muốn hưởng đời đại gia là cái đó không có rồi, phải không? Bán bánh mì, mua bánh bao là mua số nổi. Đấy, chỗ đó, rồi. Cho nên nếu bạn kinh này nó sâu lắm, kinh này sâu kinh hoàng lắm. Và để hiểu được cái nội dung bài kinh này ở cái mức như vậy đó, là không phải chỉ đọc cái kinh này không, phải đọc là bao nhiêu kinh khác. Để coi các ngài có bao nhiêu cái gợi ý về cái đề tài là năm căn này. Đấy. Và nhớ nha, cái điểm đặc biệt, cái cốt lõi của đoạn kinh này chính là cái điểm sở y, cái điểm tựa của năm căn quan chắc là gì, chính là thiện ác. Cái chỗ này rất là sâu, đúng không? Người không có tu tập thì như nãy tôi nói, người không tu tập thì cái bất thiện nó nhiều hơn cái thiện, đúng không? Các phải nhớ cái đó nha. Rồi mà khi mà cái nhân bất thiện nó nhiều thì cái quả xấu, cái quả bất toại, cái quả đó là gì? Quả đó chính là sáu trần bất toại, nó sẽ nhiều. Mình phải thấy, phải nghe, phải ngửi những thứ mình không muốn, đúng không? Đó, đó là người không tu. Còn người có tu ấy thì là họ gặp cái nghịch cảnh đó, thì họ không có mèn, mà họ lại họ không có màng cái vị đắng của cuộc đời, mà cái họ chú ý thì chỉ là làm sao gieo cái nhân lành. Đó là cái điểm khác biệt của người người có tu và người không tu. Và cái điểm thứ ba, cái người không có tu ấy, khi mà họ gặp được cái vị, gặp cái vị ngọt hay vị đắng, họ đều sống bằng tâm bất thiện hết. Họ gặp cái đắng cay thì họ sống bằng tâm sân, mà gặp cái ngọt ngào họ sống bằng tâm tham. Như vậy thì khi họ gặp cái người không có tu, khi họ gặp quả lành hay quả xấu, họ đều tiếp tục tạo nhân xấu. Còn riêng cái người biết Phật pháp ấy, khi mà họ nhận cái quả xấu thay vì bất mãn thì họ vẫn ghi nhận nó bằng từ tâm, bằng chánh niệm, bằng trí tuệ. Mà khi họ nhận cái quả ngọt ấy thì họ cũng ghi nhận bằng cái sự buông bỏ, bằng chánh niệm, bằng trí tuệ. Nhớ nha. Cho nên khi mà người có trí, có biết tu, biết học Phật pháp thì dầu nhận quả xấu hay quả lành đều là cơ hội để họ tạo nhân lành. Còn anh không có tu thì khi mà anh là đón nhận cái nhân sở, có quả xấu hay quả lành đều là cơ hội để tạo nhân xấu. Nhớ cái này nha, nhớ cái này rất là quan trọng. Học chỉ, nếu mà Phật pháp học cho sâu, học cho rộng, chỉ riêng cái chữ năm căn thôi là nó biết bao nhiêu vấn đề này, biết cho vấn đề học cả lớp thì nó không tới đâu hết. Cho nên trong đây ngày mới nhấn mạnh là năm căn này tuy cái đối tượng nó khác nhau nhưng mà nó có điểm giống, đó là điều lấy cái tâm thiện ác làm điểm tựa. Cái chữ mano thì tiếng trong tiếng Bali định nghĩa là chấp anh ác, mano có nghĩa là tâm động lực, không? động lực thì chấp anh ác học Atida, mà chấp anh ác là tức là cái tâm giai đoạn mà thiện ác trong mỗi sát na tâm
Thí dụ như nói theo Matida, nó tinh vi, nó sắc nét như vậy, nên như là mình tưởng tượng. Mình nói thì ngôn ngữ ngoài đời là tôi thấy cái bông nó đẹp. Đó, mình nói theo ngoài đời. Nhưng mà trong Anti-đàm không có cho nói như vậy, vì trong Anti-đàm nó có đơn giản là tôi thấy cái bông nó đẹp, không có tôi thấy cái bông nó đẹp tôi thích, tôi thấy cái bông đẹp đó tôi nghĩ đến kỷ niệm xưa, tôi nhìn cái bông đẹp đó tôi nhớ kỷ niệm buồn, và tôi nhìn cái bông đẹp đó tôi mới có cái tâm lành muốn đem cúng Phật. Mình nói đơn giản như vậy, nhưng mà trong Anti-đàm nó không có đơn giản như vậy. Nó như thế này, cái chuyện đầu tiên nó là coi như là mình vừa thấy cái bông là cái nó có một cái process of mind, nó có một cái lộ trình tâm thức diễn ra cho cái cơ quan thị giác nó làm việc. Nó chụp hình cái bắp, nó chỉ chụp hình thôi chứ nó không biết đó là cái gì hết, nó chỉ chụp hình thôi. Chụp hình có thể là tùy trường hợp, có trường hợp nó phải chụp một lần, hai lần, năm lần, tám lần, 10 lần, chứ không hẳn là chụp một lần nha. Chụp bà, cái màn trọc rồi chụp chụp lia 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 chụp xong nó mới đưa vô trong. Thì nó tiếp theo đó cũng là process of mind, tức là một loạt các cái lộ trình tâm thức, mà lần này không có dựa vào thần kinh thị giác, mà lần này nó dựa vào những cái hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm và kỷ niệm, gọi là tưởng. Đấy, đấy. Đó là có nghĩa là đưa vô trong, ở trong cái phân tích đây là hoa hồng, hoa lý, hoa ngâu, thực dược, cẩm chướng, lai dơn, phong lan, cattiya, vũ nữ, venda, bla 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 bla. Đấy, trong trong ở trong á, ở trong nó gì, nó scan qua nó cho biết cái bông này thì tên đúng là bông gì. Đấy. Thứ nhất ở trong nó scan cho biết bông này màu gì, hình dáng gì, rồi nó cho tên luôn, tên gì luôn. Rồi đằng sau cái đó bắt đầu mình thích hay là ghét, mình buồn, mình vui, bâng quâng nhớ về mùa hạ cũ, áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường là phía sau. Nhưng mà lúc mà cái thần kinh thị giác nó vừa như chớm thấy thì nó chẳng biết cái đó là cái gì hết, chụp hình thôi. Rồi chuyển vô cái trung khu thần kinh á, chuyển đó theo anh đi làm, nó chuyển trong cái lộ trình tâm thức mà ý căn hết trong đó, nó bắt đầu nó phân tích. Đấy, nó phân tích. Nhưng mà mọi thứ nó diễn ra quá nhanh, nó nhanh đến mức mình không có ngờ. Đấy, nó giống như hôm nay mình xài smartphone mình biết phải không, có nghĩa là mình đánh cái chữ, ví dụ như mình đánh tên một cái món hàng đi, mình đánh cái mai cái bàn ủi hiệu Philips. Cái mà cái code number của nó là 360, là nó hiện lên một cái bầm, chẳng những cái Philips 360 mà nó cho mình những cái tương đương nữa, chứ không phải chỉ cái Philips không, phải mà cái bàn ủi Philips phía trên thì Philips đúng, xuống dưới nữa nó cho những hiệu khác 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 khác, khác nữa, cho mình nhiều lựa chọn. Đó. Chứ không phải chỉ có một cái, mình còn đi tìm một cái quyển gọi là Bali Grammar, là văn phạm tiếng Pali, thì nó cho mình một rừng một rừng gọi là lúc đầu là những cuốn văn phạm Bali, rồi cuối cùng những cuốn mà liên hệ văn phạm Bali, và cuối cùng là trớ hết luôn, nó chỉ có chữ giống Bali, giống thôi, giống cái keyword mà mình tìm, giống cái từ khóa mình tìm thôi. Nhưng mà buổi đầu thì rất là nhiều, phía trên nó kích rực, nó sát sao sát sườn cái từ khóa mà mình cho, cái keyword mình cho, thấy không? Đây cũng vậy, ở đây đó là nó, mình lúc mình không có tin là cái computer này làm việc nhanh như vậy, thì cái tâm mình nó còn nhanh hơn cái computer, nhớ như vậy không? Thì như vậy thì cả năm thời điểm mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu thời điểm mà nó làm việc ấy, thì sao ta luôn luôn hễ là phàm phu thì luôn luôn là nó phải đi kèm với thiện ác, mà mình phải hiểu ngầm trong một đơn thiện cực hiếm, mình thấy nghe ngửi nếm đụng thì toàn là tâm bất thiện không. Một, nó đắng thì mình bất mãn bằng tâm sân. Hai, nó ngọt, nó đẹp, nó thơm, nó bùi, nó béo thì mình biết nó bằng tâm tham. Suốt một ngày một đời như vậy đó, rồi chết mà siêu là siêu cái nỗi gì. Cho nên mới còn cái ví dụ mà rùa mù trăm năm trồi đầu lên mặt biển một lần. Có một lần hãn hữu nào đó mà con rùa mù ấy tình cờ nó chung lọt vô một cái lỗ ván vừa vặn cái đầu của nó, thì Phật dạy rằng cái sự trùng hợp này nó cực kỳ hiếm hoi, cái xác suất của nó vô cùng thấp. Không, thì ở đây cũng vậy, ngày dạy rằng một cái người mà đã chết rồi mà quay trở lại thân người thì không phải là chuyện dễ. Được làm người có dễ đâu, được làm người khó, sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Mang thân người là đã khó, mà nó chết trong bụng mẹ, đẻ ra 1 tháng 2 tháng nó chết, cho nên được sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó, sống lâu trên đời mà được nghe chánh pháp tuyệt vời,
được vui gặp Phật ra đời khó thay. Tiếng Phạn gọi là đun lớp phát là khó được. Tiếng Tàu như là nan đắc. Chánh pháp nan văn, nhân thân là nan đắc, khó. Mà được mang thân người rồi, đấy, được sanh ra thời kỳ chánh pháp còn, nhưng mà mình tà kiến, mình sanh vô trong một cái gia đình mà chập chờn về ý thức tôn giáo, hoặc là theo cái gia đình mà coi như mờ mờ mịt mịt, ông Tư bà Tám nước lạnh nước sâu, đầm ông cô cậu hoàng si mê tín thì cũng mạnh không. Biết Phật pháp rồi, làm Phật tử rồi, có giới điệp có pháp danh rồi, nhưng mà đâu chịu học giáo lý, cúng bái cầu phúc lộc cũng bằng không. Học giáo lý rồi nhưng mà không được hướng dẫn cặn kẽ, học bằng cái tâm thức của cái người mà đi gọi là bổ trợ cho cái một cái bản ngã thì cũng bằng không. Học để buông, học để thương người nhưng không ai luyến ai, học để coi nhẹ bản thân mình nhưng mà trách nhiệm với bản thân thì cực lớn. Học phải học như vậy đó mới học đúng, nghe kịp không? Học để thương hết muôn loài nhưng không nặng lòng với ai, học để thấy mình không là gì nhưng mà trách nhiệm với mình thì cực lớn. Đấy, học vậy mới là học đúng này. Học để buông nhưng mà không phải mất thiếu trách nhiệm. Đấy, học để thương lời nhưng không để ái luyến ai, học phải là học đúng. Học để thấy rằng mọi hiện hữu là gánh nặng là khổ, học chỉ là học đúng. Đằng này vào chùa không học giáo lý, hoặc là học mình để vừa đủ để mà gọi là tô lục chuốt hồng cho cái bản ngã của mình, học để mà cầu tiếp tục hiện hữu trong một cái cảnh giới nào đó đẹp thơm sang sướng cũng chưa khác, khó. Phải được làm người gọi vậy đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp, cái chữ chánh ở đây cạnh chứ chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay ở chỗ đó. Ok, nghỉ chú giảng hoài mệt đúng tiếng rồi, chúc các vị ngày vui. Dạ, chúng con cảm ơn sư.